Đầu video các bác dành ra vài giây để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc sập thờ này các bác nhé. Chỉ cần với vài giây thôi, tất cả những cái vẻ đẹp về độ vân, độ VIP của chiếc sập thờ này sẽ được đến tay với các bác. Các bác hãy cùng chiêm ngưỡng, và đặc biệt đây không phải là gỗ hương đá các bác ạ. Không phải gỗ hương đá nhưng mà có được chất liệu tốt hơn gỗ hương đá. Thì xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì vừa rồi các bác vừa xem lại cái hình ảnh mà em tưới nước lên bộ vân của một chiếc sập. Các bác nhìn thấy vân nó có đẹp không ạ? Nó khác không ạ? Và đặc biệt là nó không phải là thằng hương đá các bác nhá. Và cái chất gỗ này tốt hơn so với thằng hương đá ở một số những cái ưu điểm. Thì những cái ưu điểm nào, chất gỗ ra sao thì các bác nhớ xem hết cái video này các bác ạ. Thì rất nhiều bác đang có cái ý định mua sập thờ, mua sập ngồi bằng đồ gỗ đúng không? Thì các bác được thấy rất nhiều những cái video người ta tưới nước, người ta cho cái vân của thằng hương đá lên cực kỳ là nhiều rồi. Nhưng mà em phải nói thật với các bác là thế này, thằng hương đá là một thằng cho vân cực kỳ là nhiều đấy, nên tỷ lệ để xẻ ra được một cái cây gỗ nó cho vân đẹp cũng cực kỳ là cao bác nhá, cực kỳ là cao. Và cái giá thành của những cái sập của cái thằng gỗ hương đá thì cũng dạng ở trung bình, kể cả những cái hàng VIP thì nó cũng không cao so là nhiều. Nhưng ở đây em đang giới thiệu với các bác là một sản phẩm bằng gỗ gõ đỏ các bác, bằng gỗ gõ đỏ, mà cái dòng gỗ gõ đỏ này là một cái dạng vân hình núi xếp chồng lên nhau, xếp chồng lên nhau đấy, cứ thế xếp chồng lên nhau. Nhưng mà để kiếm ra được một cái sản phẩm để làm sập mà có bộ vân VIP vân đẹp như thế này thì cực kỳ là khó các bác. Mua cả một cái công gỗ về xẻ ra thì may ra mới được có vài ba cây đấy, vài ba tấm để được làm mặt nó đẹp như thế này. Thì cái chiếc sập này là một chiếc sập tam diện được làm bằng chất liệu bằng gỗ gỗ đỏ pa chi và cực kỳ là VIP, cực kỳ là dày, với kích thước của nó là 1m8 và 2m2, chân 26. Đặc biệt là cái chân này là chân không tim. Các bác xem và các bác chú ý các bác nhé, là khi ở những cái cơ sở khác người ta báo chân thì người ta chỉ báo là chân vuông 26 thôi, và cái phần ôm tim hay không ôm tim người ta sẽ không nói. Nhưng mà với cơ sở em ở cái sản phẩm này 100% là chân không ôm tim các bác nhé, đục theo dạng chân quỳ hoa lá tây, với cái mặt ván là dày 2,5 phân và khung là dày 10 phân, cực kỳ là dày và chắc chắn. Phần cổ liền vai tiền dày 10 và bụng sâu là 52, và vai ngang cũng là dày 10 phân liền khối và bụng sâu 42, và khuôn mặt là hai lá cực kỳ là đẹp. Các bác nhìn để xem ạ, vân nó khó khác không, nhìn nó có đặc sắc mà đặc biệt hơn không. Và ở đầu video các bác nhìn thấy là khi em tưới nước lên nó nét như thế nào, nó đẹp như thế nào. Thì hôm nay khi cái lớp nước này nó khô rồi, em quay mộc trần trụi cho các bác xem về cái chất gỗ đấy. Vân được xem rồi nhưng mà xem cái chất gỗ nó như thế nào, có bám sát hay không là một cái điều cực kỳ quan trọng mà ít cơ sở người ta dám quay cho các bác xem khi mà lúc nó khô như thế này các bác nhá. Và đặc biệt là ở trong cái thời tiết gần đến đây, gần Tết rồi, là thời tiết cực kỳ hanh khô đấy. Bình thường ra những gỗ lạt để nó khô và những cái ngày thường thì nó mất tầm khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng, nhưng mà với cái thời tiết này hanh khô này, độ ẩm thấp này thì gỗ khô cực kỳ là nhanh. Thì các bác có thể thấy được đây, gỗ cực kỳ là khô, nên là các bác không cần phải lăn tăn về cái vấn đề về bị gỗ ướt, nó bị co ngót hay là về gì cả. Và đặc biệt là cái thằng gỗ có đỏ Pachi này có cái chất đá vôi bên trong mà em nói rất nhiều những video rồi, nó chống được mối mọt cực kỳ là tốt các bác nhá, chống mối mọt cực kỳ là tốt. Nên là về cái vẻ đẹp, về cái chất lượng thì có thể ngang hàng các bác, ngang hàng so với thằng hương đá. Nhưng mà để độ nét, độ đẹp, độ vân ấy thì em vẫn đánh giá cao hơn so với thằng hương đá, tại vì cái tỷ lệ chọn được ra cái bộ vân VIP của cái thằng gỗ gõ đỏ thì cực kỳ là hiếm các bác, tại vì cái dạng vân của nó khó mà để tìm ra được những cái vân VIP đẹp như thế này, mà chất lượng và cái độ cong vênh mối mọt của nó còn hơn thằng hương đá, thì cái này là rất khó, cực kỳ là khó. Và chỉ những cái bác nào sành chơi đấy, các bác nào sành chơi thì các bác mới chọn những cái thằng gỗ gõ đỏ này thôi, còn dạng hương đá thì cái tỷ lệ gia vân của nó cực kỳ là cao, các bác phải hiểu như vậy, tỷ lệ gia vân cực kỳ là cao nên là rất dễ có thể mua được. Và đây em quay cho bác xem những cái dạng chân mà em bảo là chân không ôm tim các bác nhá, đấy được bổ mộng theo lối mộng sập cực kỳ là chắc, và đây là cái kiểu mộng thắt đấy, càng đập càng xuống, càng chắc càng bền.
nên là các bác yên tâm về cái nền về chất lượng và sản phẩm ở bên cơ sở đồ gỗ giáo vụ bên em, chuyên dòng gỗ gót đỏ các bác nhá. Cảm ơn các bác đã xem hết video và đừng quên là cho em một like và một đăng ký kênh YouTube đồ gỗ giáo vụ.